Trong hành trình về xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao lần trước, chúng tôi đã giới thiệu về những câu chuyện nối dài từ quá khứ đến hiện tại ở Thủy Liễu. Đó là nguồn gốc tên Thủy Liễu gắn với cây bần và hành trình vua Gia Long buôn tẩu phương Nam. Kiến trúc mái chùa Thủy Liễu trăm năm với nghệ thuật hội họa truyền thống. Ẩm thực Khmer với món canh chua bần dung dị nhưng thơm ngon trứ danh. Trong chương trình hôm nay, mời quý khán giả tìm về những nét đẹp văn hóa và nhịp sống kinh tế qua các xóm nghề truyền thống và hiện đại tại địa phương này. Xã Thủy Liễu thuộc huyện Gò Quao, trước đây địa phương còn được gọi là xứ cả bần, bởi nhiều hàng bần mọc thành rừng ven kênh rạch. Diện tích xã là 37,89 km2, với tổng dân số vào năm 2020 là 11.302 người. Xã được chia thành 9 ấp: Châu Thành, Hiệp An, Hòa Thành, Phước An, Phước Tiền, Thạnh Hòa 1, Thạnh Hòa 2 và Thạnh Hòa 3. Phía nam xã Thủy Liễu giáp với huyện U Minh Thượng, ngăn cách bởi một dòng sông lớn. Phà Thủy Liễu Thầy Quân là cầu nối giúp người dân huyện Gò Quao và huyện U Minh Thượng đi lại giao thương hàng hóa. Hiện nay đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 50% tổng dân số toàn xã Thủy Liễu. Chính vì thế, chính quyền và đảng ủy xã rất chú trọng công tác phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội. Hôm nay chúng tôi có cơ hội gặp gỡ ông Trần Thái, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại ấp Thạnh Hòa 2. Sau được thời gian thì như là người dân tộc ở đây thì được bầu lên, tôi đảm nhiệm là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Thạnh Hòa 2 xã Liễu này. Tôi cũng được coi như là đi tập huấn ở tỉnh, rồi nắm bắt được một số tình hình, thì về tình hình của nhà nước, về cũng tuyên truyền cho coi như bà con dân tộc biết là chính sách pháp luật của nhà nước. Sau đó coi như là cũng là tuyên truyền cho bà con. Qua cái đó coi như là cũng có cái số phát động trong đồng bào dân tộc Khmer để là áp dụng cái như khoa học kỹ thuật để làm ăn về đời sống kinh tế cho xã hội trong đồng bào dân tộc. Cái nữa là sự đoàn kết trong nội bộ dân tộc, khi có cái như là chính sách pháp luật hoặc có chủ trương gì mới để bà con hiểu biết để áp dụng theo cái chính sách pháp luật của nhà nước. Ông Trần Thái đã phát huy vai trò, ảnh hưởng của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống như Sendonta, Chonchanam Thomay, Ok Om Bok. Khuyến khích đồng bào Khmer truyền dạy thế hệ sau các nghề truyền thống, cách chế biến ẩm thực dân gian và các loại hình âm nhạc truyền thống. Gia đình ông Trần Thái cũng nêu gương điển hình trong việc xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc, đùm bọc lẫn nhau. Gia đình cũng phát huy trước hết cho cái như là anh em trong dân tộc biết trước, nhất là xây dựng cái nếp sống văn hóa của người dân tộc, làm trước như là đoàn kết nội bộ gia đình, rồi dạy con, rồi cái như là nhắc nhở gia đình này phải chấp hành cái như là chuyện xã hội, đừng cho nó xảy ra cái chuyện trong xã hội, trong gia đình mình cái gì cũng làm trước, gương mẫu cho cái chứ là anh em trong xóm ấp. Qua những hoạt động vì cộng đồng, ông Trần Thái và nhiều người có uy tín trong đồng bào dân tộc
đã trở thành điển hình tiên tiến, tấm gương sáng ở địa phương. Với sự góp sức của các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer đã góp phần xây dựng nên những chiếc cầu nối đôi bờ, những con đường đan thay cho đường đất, làm cho diện mạo nông thôn thêm khởi sắc. Về xã Thủy Liễu hôm nay, sức sống trong các phun sóc Khmer còn được điểm tô qua những mô hình nông sản hiệu quả. Nông dân Khmer tận dụng gần hết phần đất sau nhà, phần đất trước sân để lên những luống trồng hoa màu. Chính vì thế mà không khí lao động ở vùng quê luôn tất bật quanh năm, hết thu hoạch khổ qua, cải xanh, cải ngọt, đến dưa hấu, khoai lang. Trải dọc hai bên bờ rạch ở các ấp Thạnh Hòa 1 và Thạnh Hòa 2, ngoài rừng bần còn có những hàng dừa nước vẫn xanh lá, tạo kế sinh nhai cho người dân trong xã Thủy Liễu. Dừa nước sinh sôi nhanh, công việc đốn lá có thể được làm đều đặn quanh năm. Cuộc sống ngày càng phát triển, những mái lá cũng dần được thay mới bằng mái ngói, mái tôn. Tuy vậy, nghề chầm lá vẫn còn sức sống như ở vùng nông thôn sâu. Mỗi ngày mỗi người có thể chầm từ 50 đến 100 tấm lá. Sau khi trừ hết chi phí, tính ra mỗi tháng các chị kiếm được từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng. Tín hiệu vui cho tổ hợp tác là nguồn lá nguyên liệu tại địa phương luôn ổn định. Cùng với đó, lá chầm luôn hút hàng, nên công việc chầm lá mang lại nguồn thu nhập khá đều đặn. Lá đâu cũng chầm, có người ta bán mình đi đốn là chầm, mới có người ta mua. Nhưng người ta không mua, mình để đó mình làm chiếu, cũng như là làm cái này làm cái kia luôn. Rồi mình đi mua lá thì mua được rẻ thì mình lời được nhiều, còn mua mắc thì cũng không mấy gì lời. Lá này, lá bự, lá hơi rẻ đó mình chầm 100 được 200-300 lợi, 200 gì đó. Còn lá nhỏ cũng không lợi bao nhiêu. Mình bây giờ vườn thì không có lá, mình cũng đi mua lá, ta về chầm, 100 bán được có 300 bây giờ. Lắc thứ rưỡi á, có 300 ngàn à. Mà mình mua lá tàu người ta cũng 200 mấy rồi. Mà chầm được 200, 150 mình có lời chút đỉnh. Không có thì không mấy gì lợi vậy đó. Cũng làm ăn ổn để tạm được. Tại vì mình không có đi thành phố lại kia làm với người ta được. Mình ở nhà mình làm việc nhà gì, được chút đỉnh gì tạm ổn. Chầm bán 100-300 ngàn à. Bán cho ở chung xóm mình không rồi, chứ không có lái vô lấy. Tại vì mình không có chầm nhiều đó. Mình chầm lá đặc không rồi, chứ không có chầm lá hàng. Chầm thì 300 ngàn. Rồi lá thì ai đặt á mình mới chầm. Chứ mình không có dám chầm bỏ, tại vì không mua, mình phơi ghi cái nó mục. Ngoài dừa nước, cây lá cũng là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá cho đồng bào Khmer Thủy Liễu. Theo những người cao tuổi trong vùng kể lại, ngày xưa, nơi đây rất nhiều lát dại. Đây là nguồn lợi tự nhiên để người dân nơi đây phát triển nghề dệt chiếu truyền thống. Hiện nay ngoài trồng lát tại nhà, bà con làm nghề phải mua thêm lát từ vùng miệt thứ để phục vụ cho nghề chiếu. Chị Thị Nhược và chị Thị Giao là những người thợ dệt chiếu khéo tay và có thâm niên làm nghề mấy chục năm tại ấp Thạnh Hòa 2. Các chị được bà và mẹ truyền đạt những kỹ thuật và đức tính kiên trì cần cù của người thợ dệt chiếu. Trò chuyện với chúng tôi, các chị cho biết đã có một thời nghề dệt chiếu là niềm tự hào của dân xứ Cả Bần. Dệt chiếu dệt lâu rồi, chắc mười mấy năm, 20 năm có rồi đó. Hai mấy năm rồi, hồi còn trẻ trẻ lắm mà. Bây giờ năm nay 50 rồi, chắc cỡ trên cỡ 30 năm rồi đó. Dệt cũng dệt hoài từ hồi cha mẹ rồi tới xuống tới mình đó. Mình dệt vì thấy cái nghề này cũng làm ăn được, rồi sống qua ngày được. Rồi cố gắng làm vậy hết vậy nè, lời thì tính thì không có lời bao nhiêu. Cũng làm tạm tạm được, tại vì mình không có đi làm xa, mắc giữ con cái gì này kia vậy đó. Rồi con cháu nó đi làm, rồi ở nhà mình làm, nó vừa làm mà vừa giữ cháu cho mấy đứa nó đi làm. Người làm cũng lâu rồi, nhầm khi cũng mua lát khô, nhầm khi không có lát khô mình cũng mua lát tươi về làm. Tại vì nghề này mình yêu nghề, biết sao bây giờ, mình cố gắng mà làm vậy á. Không có chồng mình mua người ta một công gì 3-4 triệu gì đó. Nhà lát dày thì mua theo dày, còn lát dạ mà thưa thì người ta bớt cho mình. Nhưng mà dày thì khoảng 3-4 triệu một công, nếu mà thưa cũng 3 triệu mấy, 2 triệu.
2 triệu là ghé em đó là giá hết giá đó. Bố mua về cái mình xé ra rồi bắt đầu mình chấp. Chấp rồi mới mình quấn lại mình xỏ. Mình dệt thiếu. Ừ vậy nè. Rồi mình lấy ra từ cộng vậy đó. Cái mình xé vậy nè. Xé lại nhỏ nhỏ vậy đó. Vậy nè. Người ta không có, người ta có máy xé, còn tôi thì làm bằng tay không à. Làm vậy đó, làm bằng tay rồi đem lại mình để có cây mình chấp xuống, chấp cho gồi. Xé gồi vậy đó, bắt đầu mình chấp thì mình chấp ra mình đem dệt. Rồi lát nếu mình mua ướt thì nó hơi cực hơn lát khô. Lát khô mà lát ướt nó cũng lời được hơn nhiều hơn lát khô. Lát khô nó mắc quá, không có được lời nhiều. Công đó mình dệt cũng được chắc 70-80 đôi. Vừa dán dài đó nghe, là được 70-80 đôi. Còn lát thưa thì khoảng chừng 30-40 đôi vậy cũng chừng cũng đổi đó. Cỡ mười mấy tuổi là biết dệt đó, rồi dệt với má, rồi sau này rồi má bả không có đi mua lát được đó, thì em đi làm mướn cho người ta đó, rồi sau này má bệnh đó, rồi em về nhà rồi ai mướn dệt thì em dệt vậy. Một đôi gì 50 ngàn thì ai kêu đi dệt thì đi vậy đó, rồi ai mình làm mướn mà ai kêu mình đi làm gì mình làm nấy vậy. Thì mình làm hoài nó cũng quen, mà nhiều khi người ta không biết làm thì nó hơi chậm, mình làm hoài nó cũng quen. Mua lát, mua về chẻ phơi rồi nhộm rồi phơi lại nữa rồi mới bắt đầu dệt. Rồi mua bố, mình biết chấp thì chấp ơn, còn mình không biết chấp mình mướn người ta chấp. Hiện nay nghề dệt chiếu đã bước qua thời kỳ hoàng kim. Thị trường chiếu cũng bị thu hẹp. Tiền làm chiếu không đủ trang trải cuộc sống. Dần kéo theo số lượng người làm nghề cũng dơi dần. Nhưng nhờ ngọn lửa yêu nghề đã giữ những con người này tiếp tục gắn bó. Mảnh chiếu lát được dệt nên từ sợi lát quê hương, kết tinh tâm huyết và công sức của người làm nghề. Hơn cả một sản phẩm thương mại, chiếu lát cả bần còn thể hiện chiều sâu văn hóa, nét đẹp nghề xưa của người Khmer Thủy Liễu. Cái này chiếu hàng thì nó mỏng hơn chiếu mình nhiều. Cái này mình dệt ơn nó tự tay, mình dệt nó dày hơn. Một đôi này ha, nếu mà dệt dày dặn khoảng 6 kg một đôi. 6 kg á, chiếu thước 6 nữa. Còn chiếu hàng chắc không được đâu. Dệt một đôi 5-6 kg lát đó. Nhầm khi người ta lại đếm mình á, một đôi chiếu bông này được 300, hồi năm rồi 300, năm nay ta nói lên mà biết lên nhiêu mình không, chưa có đếm, năm nay nó ngay á 300, ta nói bán lại 400 gì đó. Rồi được 10 đôi, mười mấy đôi người ta đem đi bán lần. Hay nhầm khi người ta đặt mình cũng đem bán ơn. Người đặt thì mình đem bán ơn. Người ta quen mình á, ta lại đặt 1 đôi, 2 đôi đó, đó là mình bán ơn. Còn nếu mình bán số lượng nhiều mình đếm cho người ta, mình không có thời gian đi bán đó. Mình phải đi đếm cho người ta cho nó mau. Mình vừa làm mà vừa giữ cháo đó cũng không ổn định gì, mà tính ra mà tính hết chứ nó một đôi khoảng cần được cái 50 ngàn gì à. Mình cũng lấy công làm lời, cũng như là mình ở không, lợi thì không lợi, người ta mình lát chồng mình vào chồng nhiều, còn mình mua người ta thì mình mặc buộc mình phải vậy. Tại mình không có nghề nghiệp gì làm đó, mình làm gì để sống qua ngày gì, tiền ra vô cá mắm này kia gì đó. Còn tôi thức 3 giờ khoảng 12 giờ là tôi gồi đôi rồi. Gắng thức sớm mà dệt vậy đó cho gồi sớm. Tại vì mình con cháu lo giặt giũ này kia nữa đó. Bên cạnh nghề truyền thống, những nghề mới gắn liền với ứng dụng tay nghề cao và thành tựu khoa học kỹ thuật cũng được nhân rộng. Trong đó phải kể đến nghề nuôi tôm tại ấp Phước An. Hiện nay, các hộ dân nuôi tôm theo sạch bằng hình thức lót bạc đáy ao, vừa thân thiện môi trường, vừa ổn định đầu ra và bán được giá cao. Đặc điểm nổi bật của hình thức này là xử lý nước sạch theo hệ thống tuần hoàn. Tại vì nó ở trong ao thì đất của mình nó xì phèn ha, còn mình lót bạc á thì không bao giờ phèn lên được đó. Cho nên là con tôm mình nó sẽ rất là tốt, cái mầm móng bệnh ở dưới đất nó không có phát triển được, tại trong bạc nó không có. Còn bạc á, thí dụ như bây giờ mình nuôi á thì thường thường nếu mà mua bạc tốt thì xài khoảng 10 năm, công ty nó bảo hành cho 10 năm đến 8 năm thì mình xài. Nếu mà mình xài có thời gian mình nghỉ thì khoảng 8 năm 10 năm là mình thay là chuyện bình thường. Còn nếu mà mình nuôi mà để mà lấy doanh thu thì mình cứ liên tục mình không có gian phơi ao phơi bạc thì có thể là khoảng 3 đến 4 năm là thay là tốt nhất. Cái nguồn nước quan trọng cộng với cái màu tảo của con tôm nữa, nếu màu tảo thích hợp thì con tôm nó thuận lợi nó phát triển. Cái rủi ro mình giảm thấp.
đó, cho nên là cái nguồn nước mà để nuôi công nghiệp là phải cần có rất là nhiều ao để xử lý, có nghĩa là vô ao đầu lắng đó, rồi tới ao tuần hoàn, rồi tới ao xử lý, rồi mới tới ao sẵn sàng là mới đưa vô ao tôm. Hiện nay các nông dân tại xã Thủy Liễu vẫn còn nuôi tôm theo hình thức nhỏ lẻ. Trong thời gian tới, nếu như các hộ dân nuôi hợp tác với nhau, trao đổi kinh nghiệm, thả và thu hoạch tôm đồng loạt, sẽ đảm bảo đầu ra ổn định, giá bán cao hơn. Qua đó, giúp người nuôi tôm ổn định được đầu ra, tăng thêm thu nhập. Trải qua một hành trình khám phá, chúng tôi mới cảm nhận được rằng bức tranh nghề ở xứ Cả Bần, xã Thủy Liễu thật đa dạng và nhiều màu sắc. Đó là những nghề xưa được hình thành và phát triển cùng quá trình mở mang vùng đất phương Nam, như nghề dệt chiếu lá, nghề chầm lá dừa nước. Cùng với đó là những nghề mới gắn liền với ứng dụng công nghệ cao như nghề nuôi tôm hữu cơ, nghề sản xuất sinh học và nấm hữu cơ, nghề đan ghế dây dù. Nhịp nghề chuyển động không ngừng, thể hiện óc sáng tạo và tỉ mỉ, góp phần làm đổi thay kinh tế người dân Thủy Liễu, tạo nên sức sống và những câu chuyện nghề vượt thời gian ở xứ Cả Bần xưa và nay.